Như các bạn thấy con mào kia trẻ nha. Đây là mới con non của vụ này nha các bạn. Nuôi mấy con cho nó vui. Con này lên mũ rồi này. Ô, thấy con non về trẻ. Đây rất hay đấy, xinh chưa, đòi ăn. Mỗi một mùa nuôi vài tổ cho nó vui. Than này thì vụ trước mình có nuôi mấy con, đợt này vẫn đang đẻ trên tầng ngoài này. Những con rất đáng yêu nhé. Con mào thật trẻ ghê chưa? Đấy, con về đấy. Đây, quay tại nhà luôn. Để nó lên này. Đây, đang ngồi thì là máy tính. Đấy. Cám xin đất Việt nhá, bạn nào có nhu cầu lên các loại cám của nhà thì liên hệ với cám xin đất Việt. Ui 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 ui, chú này bay luôn cả ra đây. bay luôn cả ra đây luôn. Thấy chưa, bay ghê chưa. Chú này vẫn đang ché ở ngoài. Thấy chưa.